bé gái sinh năm 2017 bị tấn công, ép quan hệ đến bất tình Hai vợ chồng ở Huế thường vong, nghi do dùng xăng tự phóng hỏa. Trộm chó nhưng bị phát hiện, đối tượng ra dạ tay khiến chủ nhà trọng thương. Chìm tàu cá ở Phú Quý, 6 người dân rơi xuống biển. Cháy nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người leo qua mái tôn nhà dân thoát nạn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Kaso Silem, 36 tuổi. Silem là kẻ đã ra tay tấn công, sau đó giở trò ép cháu bé sinh năm 2017, quan hệ đến bất tỉnh. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 22 tháng 7, ca sau si 36 tuổi, ngụ xã Ia Hiao, huyện Ea Leo, đến nhà giấy của một người dân ở cùng huyện để ăn nhậu. Sau chồng nhậu, vợ chồng chủ nhà đi làm thuê cho người khác, để con gái sinh năm 2017 ở nhà xem điện thoại. Lúc này, ca so lại gần mượn điện thoại thì cháu bé không cho. Lập tức, đối tượng đã tấn công và ép cháu bé quan hệ. Chỉ khi thấy cháu bé bất tỉnh, đối tượng mới dừng lại. Khoảng 16 giờ cùng ngày, vợ chồng chủ nhà đi làm về thấy con gái nằm thở thoi thóp rồi bọt mép cổ có vết bầm tím phía dưới chảy máu nên vội bế con đi cấp cứu và trình báo công an đối tượng ca lem sau đó đã rời khỏi hiện trường bỏ trốn vào một buôn gần đó đến ngày 31 tháng 7 công an huyện ea hờ leo đã bắt giữ được ca lem hiện vụ việc vẫn đang được công an khẩn trương điều tra Hai vợ chồng ở Huế thương vong, nghi do dùng xăng tự phóng hỏa vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, người dân xung quanh khu vực đường Tư Vinh thuộc tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An thành phố Huế nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong nhà ông NDT, sinh năm 1968 nên chạy đến xem. Sau đó họ thấy ngọn lửa bốc lên từ trong nhà, kèm tiếng kêu thất thanh nên đã nhanh chóng chi hô và báo cho lực lượng chức năng. Trưa mùng 2 tháng 8, lãnh đạo Đảng ủy phường Thuận An, thành phố Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc nghi dùng xăng phóng hỏa khiến hai vợ chồng thương vong. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 8, chính quyền địa phương nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại nhà ông NDT, chú tổ dân phố Hải Tiến. Hậu quả khiến bà NTT, sinh năm 1972, vợ ông T tử vong. Ông T bị bỏng, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo chính quyền địa phương, hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, nhận định do bà T dùng xăng với ý định nghỉ quẩn một nguồn tin cho hay, bà Tê dùng 2 lít xăng tưới lên người rồi vào phòng ngủ khóa trái cửa, bật lửa phóng hỏa. Nghe tiếng kêu, ông Tê phá cửa xông vào ứng cứu, dẫn đến bị bỏng. Lúc này, người vợ chạy ra khỏi phòng ngủ để vào phòng tắm, nhưng người này sau đó được xác định đã tử vong. Vụ việc khiến người chồng bị bỏng trước ngực và bụng, được người dân chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, công an có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân trộm chó nhưng bị phát hiện, đối tượng ra tay khiến chủ nhà trọng thương. Thưa quý vị, vô công dỗi nghề lại thiếu tiền tiêu. Nguyễn Ngọc Dũng, 34 tuổi ở Đắk Lắk, đã quyết định đi các nhà dân trên địa bàn để trộm chó bán. Ngày 1 tháng 8, khi đang hành nghề thì Dũng bị chủ nhà phát hiện. Thế vậy, đối tượng táo tợn dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân trọng thương. Ngày 2 tháng 8, công an huyện Cư Cù In, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dũng, 34 tuổi chú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Trước đó khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 8, Dũng lắp biển số giả rồi điều khiển xe máy đến khu vực xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin để trộm chó. Trên đường đi, Dũng đánh bà bắt được một con chó rồi cho vào bao tải. Sau đó, Dũng tiếp tục đi đến khu vực Ngã Ba thuộc thôn 86, xã Ea Tiêu, vứt hai cục bà và hai con chó đã lao vào ăn. Khi thấy hai con chó lăn ra đường, Dũng chạy xe máy lại để bắt. Tuy nhiên, khi Dũng vừa đến gần, thì ông Nguyễn Viết Hùng, 52 tuổi, là chủ hai con chó phát hiện, lao đến đạp xe máy, khiến Dũng và xe ngã ra đường. Ông Hùng và Dũng đã lao vào vật lộn và ẩu đả. Lúc này, thấy cúc xe của mình bị bùng ra, làm rơi một con dao, nên Dũng liền lao đến, lấy hung khí, tấn công nạn nhân. Nghe tiếng chi hô, mọi người kịp thời có mặt bắt giữ Dũng và đưa ông Hùng đi cấp cứu với vết thương phải khâu 16 mũi ở đầu cùng nhiều thương tích khác. Dũng đã bị lực lượng chức năng không chế và bắt giữ ngay sau đó. Chìm tàu cá ở Phú Quý, 6 ngư dân rơi xuống biển. Quý vị thân mến, trưa mùng 2 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đang huy động nhiều tàu thuyền tham gia tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ lật tàu cá khiến 6 ngư dân rơi xuống biển Phú Quý. Trước đó khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu Càng Phú Quý tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Diệu, sinh năm 1983, chủ thôn Triều Dương, xã Tam Thành, huyện Phú Quý về việc tàu cá của chồng bị chìm ngoài khơi. Theo tin báo, khoảng 3 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 8, tàu cá B thờ 83404 TS, chiều dài 12m, công suất 10 kW, hành nghề câu, gồm 6 lao động do ông Đỗ Văn Thương, sinh năm 1978, trú tại thôn Triều Dương, xã Tam Thành, huyện Phú Quý làm chủ, kiêm thuyền trưởng. Trong quá trình hành nghề khai thác thủy sản tại khu vực cách Bắc đảo Phú Quý khoảng 4 hải lý thì bất ngờ gặp lúc xoáy làm tàu cá bị lật úp. 6 lao động bị rơi xuống biển, trong đó 4 lao động được các tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Hai lao động còn lại là Đỗ Văn Cương, sinh năm 1969, chú thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý và Võ Thành, sinh năm 1969, chú thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý bị mất tích. Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, có thêm một ngư dân được cứu vớt an toàn chưa xác định danh tính. Cũng trong sáng nay, tàu cá B thờ 86999TS do ông Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1982, chủ thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý làm chủ, kiêm thuyền trưởng đã lai dắt tàu cá B thờ 83404TS cùng 4 lao động vào bến Lạch Dù, xã Tam Thanh An Toàn. Hiện nay, tại hiện trường có 7 tàu cá của địa phương đang hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. Tránh nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người leo qua mái tôn nhà dân thoát nạn. Thưa quý vị, vào chiều ngày 2 tháng 8, một đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại nhà trọ 5 tầng nằm trên đường Tân Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy khiến nhiều người thuê trọ hốt hoảng trèo thang sắt thoát hiểm, leo qua mái tôn nhà dân để xuống đất thoát nạn. Trước đó, 23 giờ ngày 1 tháng 8, người dân phát hiện khói tỏa ra nghi ngút bên trong khu nhà trọ cao tầng 5 tầng nằm tại hẻm 273 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán. Khu vực xảy ra cháy là căn trọ nằm ở mặt tiền tầng trệt cạnh lối ra vào khu trọ cao tầng này nên mọi người rất hốt hoảng. Nhiều người thuê trọ trên cao đã di chuyển ra phía sau, treo cầu thang sắt thoát hiểm của khu trọ, leo qua mái tôn nhà dân bên cạnh để xuống đất. Cùng lúc này, người dân trong khu vực huy động nhiều bình chữa cháy mini phối hợp bảo vệ khu trọ, lực lượng chữa cháy địa phương tiến hành phá cửa căn trọ xông vào dập lửa. đám cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt. Trước khi đội chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu, một người tham gia chữa cháy nói thời điểm xảy ra cháy căn trọ đóng cửa, bên trong không có người. Tại hiện trường ngày 2 tháng 8, vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn trọ bị thiêu rụi. Chủ thuê căn trọ này đã mướn nhân công đến thu dọn những vật dụng tài sản bị lửa cháy hư hỏng ra phía ngoài, đưa lên xe ba gác máy chờ đi xử lý. Cùng ngày, cảnh sát quận Bình Tân tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ cháy nói trên hàng trăm người đi đường cứu xe tải đang bốc cháy. Chuyển đến tin tức khác có trong bản tin. Dạng sáng ngày 2 tháng 8, một chiếc xe chở than đã bất ngờ bốc cháy nguồn ngụt khi di chuyển đến địa phận tỉnh Bình Phước. Tuy không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tấn than đã bị cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 8, chiếc xe tải chở hàng chục tấn than lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, số lượng than trong xe tải bất ngờ phát hỏa, bốc khói nghi ngút. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tải vào lề đường, hô hoán người dân hỗ trợ. Hàng trăm người đi đường phối hợp cùng lực lượng chức năng dùng các vật dụng có sẵn đến dập lửa. Hơn một giờ đồng hồ, nhiều tấn than đang cháy được người dân và lực lượng chức năng cao xuống đường, dập tắt lửa, xe tải bị hư hỏng nhẹ sau vụ cháy. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đáng lưu ý trong tháng 8, cuối mỗi bản tin như thường lệ, sẽ là tin tức dự báo thời tiết các địa phương trên cả nước. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 8 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,3 đến 0,8 độ C. Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 8, khu vực thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam trên khu vực phổ biến có cường độ yếu đến trung bình. Áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ lấn nhẹ về phía Tây. Thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong 10 ngày đầu tháng giảm mưa, phổ biến từ vài nơi đến dài rác với lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa. Đề phòng lúc xoáy, gió giật trong những cơn mưa rông. Tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, phổ biến trong khoảng từ 50 đến 80 mm. Trong 10 ngày giữa tháng 8, khu vực thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam, cường độ yếu đến trung bình. Áp cao cận có trục đi qua bắc và trung bộ, hoạt động khá mạnh trong nửa đầu tuần. Nửa cuối tuần nâng trục lên phía bắc và suy yếu, rút dần phạm vi hoạt động về phía đông. Thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh phổ biến có mưa rào và rông vài nơi, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối. Đề phòng rông, lốc, xét có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa rông. Ngày nắng, và khả năng một vài nơi còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ 50 đến 80 mm. 10 ngày cuối tháng, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Đề phòng khả năng có một vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía Bắc Bắc Bộ. Thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh phổ biến có mưa rào và rông rải rác đến nhiều nơi, với khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Đề phòng lốc xét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong những cơn mưa rông. Tổng lượng mưa sấp xỉ trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ phổ biến từ 80 đến 130 mm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.